Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quân Hành. Mình mới chơi xong Gatsu The Badman phần 6. Bạn nào chưa xem thì vào trong kênh để xem nhá. Và nghe nói là cái teaser trailer phần 7 đã hé lộ cái con quái vật chính thức ở trong cái phần này rồi ốc ạ. Ủa, chính thức luôn á? Ờ. Wow, háo hức quá đi, chúng ta sẽ vào xem trong video ngày hôm nay chứ. Đúng rồi, tụi mình sẽ reaction. Và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Còn bây giờ thì mình đang không biết là mình nên làm gì. Kiểu như là với con này thì nó hay như này. Con này thì còn không có tay mà vẫy, bây giờ là cọp vào này. Rồi bây giờ vào luôn nhé để xem có chuyện xảy ra và con quái vật nào là con quái vật trùng cuối trong phần 7. Yeah. Đây là kênh YouTube chính thức của cái nhà phát hành game Gatsu The Badman các bạn ạ. Và đây thì mình có thấy cái teaser trailer 2 rồi, nhưng mà mình sẽ xem từ cái 1 trước nha các bạn. Ui, nó có từ 2 tháng trước rồi. Ừ, lâu rồi mà. Rồi bây giờ tụi mình sẽ xem qua một lượt rồi reaction nhé. Ok. Thế hả? Gatsu The Badman phần 7. Trời ơi, cái game này sản xuất như cái máy luôn các bạn ạ. Một năm ra mấy phần luôn. Không kịp phải lấy thăm rồi. 2 năm mới ra được một phần nữa. Ok, bây giờ tụi mình trong cái này thì mình thấy ban đầu vào nó có mấy cái dòng chữ này thôi. Bây giờ mình sẽ nhìn kỹ đây này. Thì đây là một cái checklist các bạn ạ. Mình cũng không biết giải thích như nào cho các bạn hiểu về cái từ checklist bằng tiếng Việt. Nó giống như là một cái bảng liệt kê ra những cái nhiệm vụ cần phải làm ấy. Và cái nhiệm vụ đầu tiên là Protect the Queen, tức là bảo vệ nữ hoàng. Ở đây người ta đánh dấu X thì có nghĩa là không nhiệm thành công. Vụ này thất bại rồi. Thất bại rồi. Nhiệm vụ thứ ba là Hide, có nghĩa là trốn đi, trốn thoát ấy. Thì được tích như thế này thì có nghĩa là mình đã làm được cái nhiệm vụ này. Còn cái nhiệm vụ ở giữa là Protect the Scepter Piece, có nghĩa là bảo vệ một cái phần của cái quyền trượng đúng không? Thì cái nhiệm vụ này thì đánh dấu hỏi chấm. Vậy thì có nghĩa là đang không biết nó đã thành công hay thất bại. Nghĩa là mình sẽ phải tiếp tục làm nhiệm vụ đấy. Đúng rồi. Và cái nhiệm vụ này được ghi ở trên một cái bảng. Ở đây thấy có một cái ghế màu đỏ. Và bên cạnh này là thì là cái giường nghiên cứu. Giường nghiên cứu hoặc là giường bệnh. Và đây thì có một nhân vật. Đây có lẽ chính là nhân vật trùng cuối ở trong cái phần này. Một cái nhân vật màu hồng. Đúng rồi. Và ở đây thì anh thấy có một cái kẹp này. Đây giống như một cái kéo. Kéo, đây một cái góc gì góc. Đấy. Con này thì là có ít nhất là 4 tay và 2 chân. 4 tay và 2 chân, rồi chắc là cái đầu chưa biết. Để đúng rồi, cái đầu xem nào. Con này rất là trùng, nó cũng giống như những con khác thôi. Nhưng mà nó đứng ở đây với đối diện với cái bảng này thì dụng ý của nhà phát hành game này là gì? Là con này sẽ thực hiện nhiệm vụ à? Hay là con này sẽ không là người phá hỏng cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của người chơi? Anh nghĩ là nhiệm vụ ở trên bảng là do người chơi thực hiện, còn cái con quái vật này nó đi phá bĩnh. Đúng, hợp lý. Ngăn cản mình. Và ở đây anh thấy có cái giường bệnh cũng màu đỏ, chứng tỏ con này là một bác sĩ phẫu thuật hay là một cái con gì đấy. Vì nó có nhiều dụng cụ liên quan đến kiểu phẫu thuật. Đúng rồi, dụ dao kéo kẹp đúng rồi. Khác, đúng không? Đúng rồi. Cực kỳ kinh luôn các bạn. Đấy, nó còn keng keng. Keng keng. Và sau đó thì logo của Gatsu The Badman phần 7. Bây giờ mình sẽ lên Google xem con này tên là gì và có hình có cái hình toàn bộ của nó không? Mình nhớ rồi, ở phần trước ấy, khi nếu bây giờ các bạn quay trở lại, các bạn xem xong video này, các bạn quay trở lại xem cái Gatsu The Badman 6 lúc bọn mình chơi ấy, thì bạn thấy ở cuối cùng khi người ta nhá hàng cái con phần 7 thì là cái con ấy hình như mồm nó như thế này. Đây đây, bây giờ đi xem nhá. Đúng không? Cái mồm như này. Đây đây, mình tra trên Google thì rất nhiều hình ảnh của con này. Có vẻ con này là con bạch tuộc à? Trông như bạch tuộc này. Đúng rồi. Đây đây, đây là hình vẽ của nó này. Ở đây thì các bạn có thấy ở đây là mũi khoan này, đây là tiêm này, đây là kéo này, đây là cái kẹp gắp này. Ui dồi, thế đúng rồi. Đúng rồi, bác sĩ phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật. Đây là có hình 3D để mình xem này. Ôi dồi ôi, trông kinh quá thôi. Mà con này màu đỏ phải màu hồng hả? Chính xác, mình nghĩ con này phải là màu hồng mới đúng. Màu hồng đấy, màu hồng chuẩn. Đây này, cái mồm nó. Cái mắt nó như này. Hai bên là đấy. Nói chung là cái con này thì cái mặt nó được hé lộ, thì bây giờ mình sẽ biết toàn bộ là con này là dáng dấp nó sẽ như thế và này. Và tên con này là Syringon's Behavior in Gatsu The Badman 7. Không, tên nó là Syringon sao các bạn ạ? Syringon à? Đây này. Syringon. Syringon. Đấy, nói chung là nó đây này các bạn ạ. Trông kinh quá các bạn. Trông kinh thật. Đây đây đây.
có hình ảnh nó đứng đây này. Đây đây đây, chắc là hình ảnh này, hình ảnh chuẩn nhất này, đứng ở trong cái chỗ lúc nãy mình xem này. Ừ. Giường bệnh nó đang phẫu thuật một con gì đấy ở đây luôn các bạn. Ôi giời ơi, phẫu thuật con gì đầu to luôn đấy chứ. Ờ. Đấy, đúng lại đây là con trùng cuối ở trong phần này nha các bạn ơi. Ờ. Chúng ta vừa xem phần 1 này hé lộ cái con trùng cuối rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái teaser trailer phần 2 của Garson Ban Ban phần 7 nha các bạn. Chính xác. Và hình thăm bồ anh thấy đó là cái con này là con Ban Ban. Nó đang ngất chị. Rồi bây giờ vào xem luôn nhé. Ừ. Rồi tụi mình cũng xem qua một lượt rồi sẽ reaction nha các bạn ơi. I'll hold them up. Từ từ có ngôn ngữ này, mình bật thêm một phụ đề. Ui. Ôi giời. Ê, phần này đen tối quá. Quá chuẩn luôn. Các bạn để ý nhá, cái logo này nó bị mất màu, sắc màu đi. Và cái phần 7 nó lại hiện một cái màu tím. Ừ. Là nó sao lại có ta? Ánh hơi neon lên tím. Ờ, chắc là có hàm ý gì đấy các bạn ạ. Và bây giờ tụi mình sẽ reaction này. Phân tích. À, chúng ta cùng vào phân tích các bạn ơi. Đoạn đầu thì các bạn nhìn thấy là nó cảnh quay từ trong hốc mắt của con Ban Ban ra. Đúng rồi. Đấy. Và đây thì hình như cũng không phải là con Ban Ban thật đâu, nó là một bức tượng đúng không? Không phải đâu, anh nghĩ là đây là đoạn cuối của cái phần chơi phần 6 các bạn. Các bạn thấy là con Ban Ban đối đầu với cả một cái bầy bị nhiễm cái gì màu màu tím tím ấy nhỉ? À, của cái con đỉa ấy. Đúng rồi. Daradudu ấy. Ừ. Sau đó thì Ban Ban đã giúp mình chặn bọn đấy lại để cho mình chạy thoát. Thì anh nghĩ đây là sau phân cảnh đấy thì Ban Ban đã bị hẹn. Ôi rồi ôi, sốc vậy. Đấy. Sốc quá. Có thể là như thế thôi, anh nhưng cũng mà Ban Ban bị hẹo kiểu hình ảnh này trông hơi nhìn hơi kinh mà hơi đau đớn đấy nhở. Ờ, bị rất nhiều vết cào ở trên đúng người rồi. Nha nhìn này thấy không, lại và móc mất một mắt này. Quá kinh và luôn trên người của nó nhiễm rất nhiều cái chất gì đấy màu xanh giống như kiểu cái chất ở trong thùng mà người ta nghiên cứu để chế tạo những con quái vật ở trong cái trường Ban Ban, mẫu giáo Ban Ban các bạn đấy. Thề lưỡi luôn. Ban Ban chết hả? Anh cũng không biết được, nhưng mà đấy là một cái suy nghĩ của anh thôi. Ban Ban là một nhân vật hiếm có mà gọi là đứng về phía người chơi. Tuy là đôi lúc nó cũng bị gọi là hơi ảo ảo ấy. Nhưng mà nó cũng đôi lúc cũng chống lại mình, nhưng mà đa số là nó giúp mình các bạn ạ, giống như con Twitter á. Và đoạn này mình nghe thấy vài câu gì đấy nhưng tôi không nghĩ là bạn hiểu được rắc rối mà chúng ta đang gặp phải. Đây các bạn nhận ra không? Là người ngoài hành tinh thì sao đúng không? Trông mấy ông người ngoài hành tinh ấy nhỉ? Mấy người này đang ăn kẹo mút và uống cà phê. Đây, ăn kẹo mút trông mặt. Trông mặt thì to sao. Và cái giao diện giống hệt nhau các bạn ơi. Trông nhiều đang chơi bài, ăn kẹo mút, uống cà phê với nhau. Và các bạn để ý là cái điều khiển drone này bây giờ nó không có một cái, không phải là một cái dâu nữa mà là hai cái dâu rồi. Chứng tỏ là chúng ta sẽ điều khiển được nó với một cái chức năng khác. Đúng rồi, hoặc là vậy như kiểu có thể là nâng cấp đúng không? Và mấy con này thì trông nó kinh quá. Người ấy ngoằn xong nó giống hệt mấy con như kiểu Zubazot ấy các bạn ạ. Người ngoài hành tinh ấy. Trông này là mắt nhá. Mắt lồi. Chứ không phải là nó không có gì bên trong nhá. Nó mắt lồi màu đen ấy. Mắt đen xì nha các bạn. Nhưng con này chắc là do góc ánh sáng nên trông nó như kiểu bị không có mắt, không rỗng tuếch bên trong các bạn ạ. Chúng nó đã ngồi đây với nhau. Và đây thấy có một con nằm ngất trên nền đất. Chắc là con này bị hẹo hay đang ngủ. Lần này có lẽ chúng ta sẽ đến một cái khu vực hoàn toàn khác, một cái thế giới khác luôn với những nhân vật mới tinh. Hoặc là khu này cũng là một khu để nghiên cứu. Có thể đây là những cái nhân vật mà đã được nghiên cứu ra đấy các bạn. Không phải là nghiên cứu ra mà là bị nghiên cứu thất bại ấy. Có thể thất bại hoặc là người ta tạo ra những con này sao giống như những cái con quái vật ở trong khác ở trong Ban Ban ấy. Đấy, các bạn thấy để ý đâu, một cái phòng nhốt rất nhiều con này luôn. Có bàn, có ghế và chúng nó ngồi với nhau. Nhưng mà mình nghĩ đây không phải con quái vật đâu. Bởi vì nếu là quái vật thì nó sẽ đe dọa người chơi rồi. Nhưng ở đây nó ngồi rất là ổn định. Có thể chính là những đứa nhỏ được nghiên rồi. Cứu bỏ vào những cái con này. Đúng rồi. Hoặc là chúng nó bị thất bại nhưng chúng nó trở nên giống nhau.
đấy. Hoặc là nghiên cứu để tạo ra con này. Chứ mình nghĩ nó không phải là đâu. Nhưng mà chúng nó trông thiếu sức sống lắm các bạn ạ. Người nó không cảm giác, nó không có sức để nó di chuyển ấy. Các bạn nhìn mỏng manh và trông nó kiểu ngồi thừa lười. Nhưng nó đang chơi cây. Chơi bài với nhau. Ui, có đứa úp mặt xuống này. Ừ. Một cái phòng rất rộng nha, nhốt rất nhiều con này luôn. Ừ, giống như một cái chỗ coffee shop. Để ý ra là nó ăn kẹo mút mà đúng không? Ăn kẹo mút thì chứng tỏ là nó không phải trẻ người con. Lớn, trẻ con. Chứng tỏ trẻ con được nghiên cứu bỏ vào trong đúng những con rồi, này. Đúng rồi, chỉ có trẻ con mới hay ăn kẹo mút thôi. Đúng rồi, và nhà bàn ghế khu này rất là rộng nha. Tức là tất cả những người ở đây đều đã chết hoặc là đã chết não rồi. Các bạn hiểu chết não là gì không? Tức là cơ thể vẫn hoạt động, vẫn tuần hoàn, vẫn duy nhưng trì. Nhưng mà không có suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà chúng ta không, giống như kiểu không vô chi còn cảm ấy. Giác, không còn cảm giác, không còn suy nghĩ, không còn chỉ đạo được hành vi nữa. Kiểu không vậy. Biết mình làm gì thì cứ làm như một cái máy ấy. Đúng như một con robot ấy các bạn, robot không có não ấy. Không, cái lý giải của Bêu Thành nó không đúng với y học lắm. Đúng, đúng. Cái chết não này nó khác các bạn ạ. Chết não không phải là vô tri. Ừ, nó không phải vô tri, nó vẫn có chết não thì vẫn là chết thôi các bạn ạ, vẫn là chết thôi. Tuy là các cơ quan khác không bị ảnh hưởng nhiều nhưng mà não gần là cơ quan chỉ huy, nó đã chết rồi thì nó. Và đây chúng ta đến với một cái cánh cửa màu cam. Và bên trong này thì Welcome to Silicon. Chính là tên của cái con mà lúc nãy mình thấy cái con bạch tuộc đúng không? Ừ, Octopus. Ờ, bạch tuộc các bạn ạ. Nó là một bác sĩ phẫu thuật. Đúng rồi. Theo anh nghĩ nó là bác sĩ phẫu thuật. Và chúng ta đến với khu của nó. Chữ cũng ghi màu hồng luôn. Và ở đây mình thấy là người ta nói là chúng ta sẽ quay lại nơi mà chúng ta bắt đầu. Vậy thì có nghĩa là nơi này là cái nơi nghiên cứu và chế tạo ra hoặc là sửa chữa những cái con quái vật này. Ờ, hoặc là nơi cái đây con bác nơi con bác sĩ này nó mổ bụng, nó cho những cái hợp chất đấy vào hay nó làm gì đúng đấy. Đúng rồi. Là nơi bắt đầu ấy mà các bạn, nó bắt đầu đấy, bắt đầu. Rất nhiều đèn tồi tệ. Chớp tắt cực kỳ ghê luôn. Rồi. Ô, đây này, lại cái bạn con. Bạn này khóc, bạn này trông suy tư. Đúng đúng như một đứa trẻ luôn, nhỏ nhỏ trầm cảm. Nó kiểu nó trầm cảm, đập đầu vào cái tường luôn các bạn ạ. Trầm cảm. Này nó cứ đập đầu vào đây luôn. Đấy, không có gì ở cái khu này ngoài sự sợ hãi và bóng tối các bạn ạ. Uầy, cảnh quay này như kiểu là camera sẽ được gắn vào trong drone và mình sẽ điều khiển nó để đi khám phá những nơi mà mình không thể đi vào được. Đúng rồi, anh nghĩ là nó nhiễu nhiễu này là mình nhìn ở trên cái cam của con drone này. Ừ, và đây rồi. Bên góc này các bạn thấy cái hình drone không? Đúng chứ rồi. Mắt người thường không thể nhìn nhiễu nhiễu này được. Và đây là khu vực tối nữa này, nó có cái hiệu ứng noi ấy các bạn. Con drone so với phần đầu tiên nó thông minh hơn nhiều nhỉ? Phần đầu tiên nó cứ thế thì có thể cái dâu thứ hai có tác dụng giúp chúng ta có thể nhìn được cái này để bắt được cái sóng có camera. Sóng của camera. Còn cái sóng đầu tiên là điều khiển thôi. Đúng rồi. Chỉ để bấm nút thôi. Cái khu vực này thì cái tường nó cũng bị nứt nẻ hết rồi. Thùng hợp chất này. Và đoạn này thì trong cái cánh cửa màu cam này thấy mờ mờ ảo ảo thì thấy không thấy rõ lắm nhưng mà ui đấy này. Đây chính là Trotter các bạn ạ, con cóc đúng không? Ừ. Cảnh sát cóc nhưng mà nó bình thường nó có một cái điệu cười rất là tươi các rồi, bạn ạ. Nhưng đây. Mà cười bây giờ mồm nó cong xuống trông nó kinh quá các bạn ạ. Đúng rồi. Và chân tay nó cứ loang 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 loang. Nó như kiểu bị béo phì ấy. Hay nó bị cái con cái con bác sĩ phẫu thuật màu đỏ nó mổ phẫu thuật biến thành quái vật rồi, chống lại chúng ta rồi, không còn bảo vệ chúng ta rồi. Phần này có vẻ hưng phấn lắm, cảm thấy hưng phấn. Không cảm thấy hưng phấn lắm. Và đoạn này thò tay ra. Ồ các bạn để ý thì đây chính là cái chỗ kẹp kẹp của cái con Silicon gì đấy. Silicon. Silicon các bạn ạ. Đấy, nó ra nó kẹp. Nếu mà mình lại gần thì nó kẹp vào cổ. Lần sau chơi trong đoạn này chúng ta phải biết là cái cánh cửa này nó sẽ hù chúng ta. Và các bạn để ý là cái con Trotter nó ở trong cùng cánh cửa với con này. Chứng tỏ nó đã bị con này phẫu thuật thao túng tâm lý. Đúng rồi. Nó không còn cười tươi như này nữa mà nó cười ngược xuống như này luôn. Đấy, quả này mà chúng ta ở gần là nó kẹp. Nó như ta bắt ngươi vào phẫu thuật. Thế là nó cắt đầu óc luôn. Đấy, cực kinh luôn các bạn ạ. Đấy, và sau đó chúng ta có logo Gatson Ban Ban phần 7. Nhưng mà phần 7 này là chữ màu tím là sao? Vì cái con nhân vật chính lỗi mình thì action nó màu hồng cơ mà ta. Màu đúng tím rồi. Liên quan gì? Hợp chất màu tím à? Ừ. Còn cái gác trường hợp ban tên game thì lại bị làm đen trắng đi. Đúng lại là như thế đâu các bạn. Mình đấy là tất cả những gì mà tụi mình thấy. Mình vào trang Steam của nhà phát hành game thì ở đây cũng chỉ có những cái hình ảnh mà chúng ta xem ở trong đoạn kia thôi. Đấy, những cái nhân vật, những cái hành lang, Trotter. Em có gì không? Đây cái hé lộ đây. Đây chính là hình dạng bức tranh mà vẽ chuẩn chỉ của cái con bác sĩ phẫu thuật Silicon đấy. Ừ.
Ồ, con đỉa này, con Jester. Con này là... Con này là cái tên lúc nào bọn mình cũng quên ấy. Chi taka 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 cái gì à? Chamataki và Tamataki. Ôi dồi ôi, cái lú đi con cú ấy. Nói chung là tên nó như thế, con đỉa này da da đu đu. Con này là cái gì? Con này là cái gì? Cái gì chó mèo gì? Không biết, còn cái con đất nặng to đùng này là gì nhỉ? Zophius. Zophius. Con này. Nhiều con quái vật quá, đâm ra không nhớ được các bạn ạ. Game này một năm nó ra nhiều quá, bọn mình không chưa đấy, kịp cập nhật là... cái nhớ được cái cũ đã có cái mới. Đấy, con bạch tuộc mồm chữ O này là một bác sĩ phẫu thuật, nó phẫu thuật tất cả những khó này, những cái nghiên cứu này do con này nó phẫu thuật và nó nghiên cứu nữa các bạn ạ. Nó hỗ trợ. Vậy thì ai ở trong con này nhỉ? Không là một người bác sĩ. Có thể là một người là bác sĩ. Là người bác sĩ biến thái. Biến vào trong đấy. Hoặc cũng là một tự nghìn... tự mình tiêm vào hợp chất vào mình để mình biến thành quái vật. Ai mà biết được. Đây, Gatchin là ban ban phần 7. Và chúng ta cùng chờ đợi khi nào nó ra mắt thì tụi mình sẽ chơi và có trailer chính thức, tụi mình sẽ ý action xem có gì mới nhá. Đấy, và các bạn biết gì thêm thì các bạn cũng bình luận ở dưới để cho tụi mình biết, và cả những bạn khác nếu mà chưa tìm hiểu kỹ cũng có thể biết thêm thông tin. Còn bây giờ đúng chắc rồi. Tụi mình dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại bạn bè sau. Bye bye. Bye. Mong chờ phần này ra quá các bạn ạ. Úi, kinh cường. Chắc sắp ra rồi. Sắp ra rồi. Chắc là cũng giữa năm nay thôi.